Nghị viện châu Âu thông qua luật quản lý các công ty công nghệ lớn. Nước Anh chạy đua với Omicron. Thử nghiệm lâm sàng vaccine thế hệ mới chống lại các chủng virus corona. Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu vừa thông qua đạo luật thị trường kỹ thuật số được xây dựng nhằm siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh của các tập đoàn trong ngành công nghệ. Theo đánh giá, thì đạo luật này sẽ mang lại cho người tiêu dùng lợi ích lớn hơn từ các dịch vụ kỹ thuật số. Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU bao gồm các quy định bảo đảm rằng các nền tảng trực tuyến phải chịu trách nhiệm về các thuật toán của mình, đồng thời có nghĩa vụ kiểm duyệt nội dung tốt hơn. Đạo luật của EU được cho là có thể thay đổi toàn bộ cách thức hoạt động của các ông lớn công nghệ tại châu Âu, bởi những điều khoản của hai đạo luật này hướng tới giải quyết hiệu quả nạn tin giả và phát ngôn thù địch trên mạng, cũng như ngăn cản các công ty này bành trướng tới mức độc chiếm thị trường, triệt tiêu cạnh tranh lành mạnh. Sáng nay, cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế Rai đã đổ bộ vào Philippines. Dự báo bão Rai sẽ quét qua các đảo Mindanao và Palawan của Philippines trước khi mạnh lên và đổ bộ vào Biển Đông, cũng như hướng tới Việt Nam vào cuối tuần này. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão là 165 km/h, có thể tăng lên mức 195 km/h, hướng tới miền Trung và miền Nam Philippines. Với sức gió mạnh như vậy kèm theo mưa to, bão Rai có thể gây ra những thiệt hại từ trung bình đến nghiêm trọng. Hơn 45.000 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp. Do ảnh hưởng của bão, nhiều chuyến bay nội địa đã bị hủy và nhiều cảng biển tạm thời bị đóng cửa. Chính phủ cảnh báo về tình trạng ngập lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở các vùng trũng thấp ven biển, đe dọa đến tính mạng người dân. Pháp đang tiến hành tới 400 cuộc điều tra nhằm vào các mạng lưới cung cấp giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 giả. Điều tra ban đầu cho thấy rằng việc phát tán giấy chứng nhận giả này có liên quan đến các nhân viên y tế. Vấn đề giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 giả được truyền thông Pháp quan tâm sau trường hợp một phụ nữ xuất trình loại giấy tờ này khi đến khám tại bệnh viện và người này sau đó đã tử vong do không được điều trị phù hợp. Các bác sĩ cho biết là nếu biết bệnh nhân chưa được tiêm vaccine thì họ đã điều trị bằng liệu pháp kháng thể và có cơ hội để cứu sống bệnh nhân này. Trong khi đó, thì tại Latvia, cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 20 nhân viên y tế vì có liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận COVID-19. Một số trường hợp đã bị xử lý hình sự. Ngày 15 tháng 12, Anh ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục kể từ khi dịch xuất hiện tại nước này với hơn 78.600 ca. Tốc độ lây lan của biến thể Omicron ở Anh đang khiến cho các nhà khoa học, cố vấn chính phủ và giới chức y tế thực sự lo ngại. Theo các chuyên gia, thì những gì người dân Anh làm trong vài ngày và vài tuần tới sẽ mang tính quyết định để có thể tạo ra sự khác biệt đối với tốc độ lây lan của đại dịch. Biến thể Omicron đang càn quét khắp nước Anh với 25% số ca mắc COVID-19 được báo cáo ở London, nơi ghi nhận 19.294 ca nhiễm ngày 15 tháng 12. Tỷ lệ mắc COVID-19 tăng 60% trong số 377 khu vực tại Vương quốc Anh trong tuần qua. Số ca mắc Omicron ở Anh có thể lên tới 1 triệu người một ngày vào cuối tháng này. Số ca mắc tăng vọt cùng với sự gia tăng đột biến nhu cầu xét nghiệm COVID-19. Chỉ riêng trong ngày 15 tháng 12, đã có 200.000 người yêu cầu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19, trong khi dịch vụ y tế quốc gia cũng ghi nhận nhu cầu xét nghiệm PCR tăng ở mức chưa từng có. Năng lực chuyển phát bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà sẽ phải tăng gấp đôi, lên 900.000 bộ một ngày mới có thể đáp ứng nhu cầu cao chưa từng thấy trong tuần này. Số ca mắc Omicron đang tăng gấp đôi sau 2 ngày và số ca nhập viện do COVID-19 ước tính tăng 10% trên toàn quốc theo tuần và tỷ lệ này sẽ tăng 30% tại London. Anh đang phải đối mặt với hai làn sóng dịch bệnh do biến thể Delta và Omicron. Nhấn mạnh đây là tình huống khẩn cấp đối với dịch vụ y tế Anh và có thể sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng trong vòng 2 tuần tới, thậm chí là nhanh hơn. Số ca mắc COVID-19 tăng cao thúc đẩy Anh đẩy mạnh chương trình tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành. Tính đến nay, hơn 24,7 triệu người đã tiêm mũi tăng cường, chiếm 43% tổng số người từ 12 tuổi trở lên tại Anh. Cơ quan Y tế Anh đang chạy đua để đẩy mạnh chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường, đồng thời chuẩn bị cho một làn sóng nhập viện lớn, thậm chí với con số bệnh nhân nhập viện lớn hơn làn sóng dịch vào thời điểm này năm ngoái.
Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định chính phủ sẽ không áp dụng thêm các hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Ngoài kế hoạch B ngừa COVID-19, trong đó quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng trong không gian kín, làm việc tại nhà, yêu cầu xuất trình hộ chiếu vaccine tại các sự kiện đông người và có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine. Kế hoạch B và chương trình tiêm mũi vaccine tăng cường là chiến lược kép mà chính phủ Anh đang áp dụng. Một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng tại Anh. Bước thử nghiệm này được kỳ vọng sẽ mở ra những hướng đi mới cho tiêm chủng đại trà ngừa COVID-19 trong tương lai. Dios Covax là vaccine thế hệ mới được phát triển bởi công ty Diosinvax của Anh, đang bước vào cuộc thử nghiệm với các tình nguyện viên từ 18 đến 50 tuổi tại cơ sở nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Đại học Southampton của Vương quốc Anh. Không sử dụng kim tiêm, vaccine Dios Covax được đưa vào cơ thể bằng cách phun nhiều tia mạnh để truyền dung dịch vaccine qua da. Đây cũng được xem là lựa chọn tốt cho những người sợ tiêm bằng mũi kim. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới một loại vaccine ngừa virus corona tổng hợp mà chúng tôi đang phát triển, có thể bảo vệ chúng ta không chỉ trước các biến thể của SARS-CoV-2, mà cả các chủng virus corona trong tương lai. Vì các biến thể mới xuất hiện và hệ miễn dịch bắt đầu yếu dần, nên chúng ta cần các công nghệ mới hơn. Các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay đang sử dụng gen lấy từ protein gai của virus để mã hóa kháng nguyên, từ đó giúp hệ miễn dịch sinh kháng thể và nhận biết và tự vệ khi virus tấn công. Trong khi đó, vaccine Dios Covax sử dụng các biện pháp dự đoán virus sẽ biến đổi như thế nào để bắt chước kháng nguyên của cả dòng virus corona rộng hơn. Do vậy, các nhà nghiên cứu kỳ vọng rằng loại vaccine mới này sẽ giúp tạo ra sự bảo vệ trước những biến thể hay thậm chí các chủng virus corona trong tương lai. Công nghệ mới này có thể tạo khả năng miễn dịch rộng cho rất nhiều người trên thế giới. Dựa trên kết quả triển khai các vaccine hiện hành, các chuyên gia nhận định việc tiêm chủng hàng loạt trong thời gian ngắn không hề đơn giản. Vậy nên các loại vaccine không dùng kim như Dios Covax được đánh giá là phương pháp lý tưởng cho các chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Nếu cần tiêm chủng COVID-19 hàng năm, các loại vaccine công nghệ mới này sẽ giúp giải quyết gánh nặng đáng kể cho hệ thống y tế, phù hợp phân phối chung với vaccine cúm mùa. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày 15 tháng 12 đã đồng ý tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Moderna cho người dân nước này. Kết quả thử nghiệm đã cho thấy một tháng sau khi tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine của Moderna với liều lượng thấp hơn, nồng độ các kháng thể trung hòa cao hơn 70% so với một tháng sau khi tiêm mũi thứ 2. Theo đó, vaccine ngừa COVID-19 của Moderna sẽ được sử dụng để tiêm mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên ở Nhật Bản với liều lượng bằng 50% của mũi tiêm thứ nhất và thứ 2. Mũi tăng cường sẽ được tiêm sau 6 tháng kể từ mũi tiêm thứ 2. Chính phủ Nhật Bản đang đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường, sử dụng cả vaccine của Moderna và Pfizer. Ít nhất 180.000 nhân viên các bộ ngành trung ương của Indonesia sẽ chuyển sang làm việc tại thủ đô mới, nằm ở tỉnh Đông Kalimantan. Yêu cầu được đặt ra là các công chức này phải hiểu rõ nhiệm vụ, chức năng, cũng như làm quen với cuộc sống ở nơi mới, nhằm đảm bảo không để xảy ra xung đột xã hội. Indonesia cho biết chính quyền trung ương đã sẵn sàng 100% cho thành phố thủ đô mới. Theo Cơ quan Phát triển Kế hoạch Quốc gia Indonesia, tổng số vốn cần thiết để di rời thủ đô lên tới 33,9 tỷ đô la Mỹ, được huy động từ các nguồn như chương trình đối tác công tư, quỹ đặc biệt của tư nhân và ngân sách nhà nước. Giáng sinh đã đến rất gần, nhưng không dễ gặp một ông già Noel lan tỏa niềm vui trong mùa lễ năm nay tại Mỹ. Số lượng nhân viên đóng giả ông già Noel đã giảm khoảng 10% so với năm 2019. Đại diện HiSanta.com, công ty chuyên cho thuê người đóng vai ông già Noel tại Texas cho biết, năm nay nhu cầu đối với dịch vụ này tại Mỹ đã tăng hơn 120% so với năm 2020. Trong bối cảnh các doanh nghiệp, trường học và trung tâm thương mại tổ chức các hoạt động lễ hội tiệc tùng trở lại,
Tuy nhiên, nhân viên của công ty đã giảm khoảng 1.000 người, khiến họ không thể đáp ứng nhu cầu lớn vào thời điểm này. Trong một năm thuận lợi, một nhân viên đóng giả ông già Noel có thể kiếm được từ 6.000 đến 8.000 đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến hết mùa Giáng sinh. Tình trạng thiếu ông già Noel được cho là sẽ tiếp tục kéo dài trong vài năm tới ở Mỹ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới chuyển động hôm nay.